Rừng rậm Amazon, vùng đất nhiều bí ẩn bậc nhất thế giới. Đã có nghi ngờ rằng cánh rừng này là một cái bẫy tử thần, một dạng thiên đường giả. Cho tới nay, vẫn còn nhiều điều không thể hiểu rõ và khai thác hết những bí mật ở trong đó. Thật bất ngờ khi các nhà khoa học có một phát hiện rùng rợn mới đây tại vùng đất nằm ngay giữa rừng rậm Amazon, từng được coi là nơi chưa có người ở. Họ đã vén màn bí mật và tìm thấy nền văn minh trù phú ở nơi đây với số lượng có thể lên tới hàng triệu người. Rừng Amazon là rừng nhiệt đới không chỉ là nhà của rất nhiều loài sinh vật mà nó còn hỗ trợ giúp ổn định nhiệt độ toàn cầu, được ví như là lá phổi siêu to khổng lồ giúp lọc bụi bẩn cũng như cung cấp oxy cho sự sống. Là một dải đất rộng lớn chạy dọc theo dòng sông Amazon, đây được mệnh danh là bảo tàng thiên nhiên hùng vĩ nhất thế giới. Amazon là một khu vực rộng lớn trải dài qua 8 quốc gia ở Nam Mỹ, bao gồm Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname và Guyana. Các khu rừng mưa chứa 90-140 tỷ tấn carbon, giúp ổn định khí hậu địa phương và toàn cầu. Phá rừng có thể giải phóng một lượng đáng kể carbon này, có thể gây ra những hậu quả thảm khốc trên khắp thế giới. Amazon chứa hàng triệu loài, hầu hết trong số chúng vẫn chưa được mô tả, và một số loài động vật hoang dã khác thường nhất thế giới. Nơi đây chứa đựng 40.000 loài thực vật, 3.000 loài cá nước ngọt, hơn 370 loài bò sát. Loài vật đặc trưng tại đây là báo đốm, cá heo sông Amazon, khỉ nhện đen, ếch phi tiêu độc. Trong một khám phá mới đây, các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy một nơi cư trú bí ẩn trong rừng rậm Amazon với số lượng thổ dân có thể lên tới con số hàng triệu vào khoảng những năm 1250. Các nhà khảo cổ phát hiện bằng chứng cho thấy có hơn 1.500 ngôi làng trong rừng rậm nhiệt đới cách xa sông chính và 2/3 trong số đó chưa được phát hiện. Bằng việc phân tích mẫu than củi, kết quả cho thấy khu vực về phía nam Amazon chừng 1.800 km trong giai đoạn năm 1250 đến 1.500 có người sinh sống. Phát hiện này mang tính đột phá, lấp đầy khoảng trống lớn trong lịch sử rừng Amazon, củng cố thêm bằng chứng cho thấy rừng rậm nhiệt đới vốn được cho không bị ảnh hưởng bởi nông trại cũng từng chịu xáo trộn bởi những người sống trong rừng. Vào khoảng năm 1500, lượng dân cư bắt đầu suy giảm. Tiến sĩ Jonas Gregorio de Souza thuộc khoa khảo cổ học của Đại học Exeter cho biết, cuộc sống của những thổ dân tại đây bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi có sự xuất hiện của người châu Âu. Họ chết vì bị tấn công và bệnh tật. Tiến sĩ Gregorio de Souza cũng cho biết, các nhà nghiên cứu chưa tìm ra mức độ suy giảm dân số nhanh thế nào hoặc những người còn sống sót ra sao, tất cả còn trong vòng bí mật. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu của trường Đại học Exeter còn tìm thấy tàn tích của các làng mạc và những công trình bằng đất bí ẩn, được gọi là geoliths, nghĩa là hình vẽ khổng lồ. Chúng là những hình vuông, hình ngũ giác, tròn, kỳ lạ. Hình vẽ này thậm chí còn xuất hiện ở những nơi không có người sinh sống. Nhóm nghiên cứu chưa hiểu được mục đích của những hình vẽ kỳ quái này. Có thể chúng được sử dụng như một phần trong nghi thức tế lễ. Kết quả kiểm tra cho thấy, có khoảng 1.300 hình vẽ khổng lồ nằm rải rác trên tổng diện tích 400.000 km2 thuộc khu vực phía nam Amazon. Tiến sĩ Gregorio de Souza khẳng định, có quan điểm không chính xác, đó là Amazon là vùng đất rất hoang sơ, không chịu tác động của con người. Điều này chưa hẳn như vậy. Amazon khu vực quan trọng để điều chỉnh khí hậu trái đất. Biết thêm về lịch sử của nó sẽ giúp con người đưa ra nhiều quyết định sáng suốt về việc sẽ chăm sóc nơi này trong tương lai ra sao. Nghiên cứu lần này cho thấy chúng ta cần đánh giá lại lịch sử của Amazon. Thành phố vàng ròng trong rừng già Amazon. Người dân Nam Mỹ vẫn truyền nhau một câu chuyện về thành phố dát vàng El Dorado nằm ẩn sâu trong cánh rừng bí hiểm đầy cạm bẫy. Truyền thuyết về thành phố phủ vàng kể lại rằng, ẩn khuất đâu đó trong khu rừng già Amazon của Nam Mỹ tồn tại một thành phố cổ xưa bằng vàng có tên El Dorado. Vàng nhiều đến nỗi đường xá, nhà cửa đều lấp lánh sắc vàng của thứ kim loại đắt giá và người dân sống trong đó không còn xem nó là kim loại quý hiếm nữa. Nhưng cư dân nơi đây biết thế giới bên ngoài vẫn thường xuyên rình rập nhòm ngó đến số kim loại bình thường này. Bởi vậy, họ đã nhờ cánh rừng che giấu thành phố để không một ai có thể tìm ra cánh cửa dẫn vào kho báu hoặc một khi đã vào thì không thể trở về. Dựa vào lời kể được truyền lại, người Tây Ban Nha đã tái hiện lại khung cảnh của thành phố để có câu trả lời cho những thắc mắc về sự tồn tại của thành phố vàng. Theo đó, thành phố cổ nằm trên đỉnh một ngọn núi, bên bờ một hồ nước mặn rộng lớn, chứa đầy vàng và của cải. Để vào được thành phố, người ta phải đi qua nhiều cây cầu đá, một bức tượng, nhiều con đường rộng lớn
và một ngôi đền với những chữ viết tượng hình khó hiểu. Khi đặt chân đến vành đai vàng, người ta sẽ nhận ra đây chính là thành phố thiên đường El Dorado. Vành đai vàng là khối kiến trúc xây bằng đá xám, được chạm trổ khá cầu kỳ và được bọc bạc hầu hết ở phía ngoài mà không cần phải nhờ tới vôi vữa. Ở giữa khối kiến trúc là một dải vàng chạy quanh, phía trong là một cánh đồng ngô lấp lánh những bông vàng, được dùng ở những lễ hội văn hóa của thành phố. Chính giữa là bức tượng thần mặt trời Inti bằng vàng ròng. Bức tượng mặc một chiếc áo len thêu bằng vàng, trên trán tượng cuốn một dải băng vàng và đi đôi dép cũng bằng vàng. Hàng năm, một lượng vàng khổng lồ được chở tới thủ phủ Cusco của người Inca cho các vị vua. Ở thủ đô Manoa của vương quốc El Dorado này, toàn bộ cung điện của nhà vua được dát vàng. Không chỉ vậy, cứ mỗi buổi sáng, nhà vua đều rửa mặt bằng vàng, đến tối trước khi đi ngủ, ông lại dát vàng lên người. Chỉ có các nhà vua, thầy tu và một vài nhà quý tộc được phép sử dụng các trang sức bằng vàng, bởi theo quan niệm của người Inca, chỉ những người có quyền thế mới có thể liên lạc được với thần Inti, thần của các vị thần. Có tin đồn về truyền thuyết như sau. Thành phố vàng là xứ sở có rất nhiều vàng, người dân nơi đây còn dát vàng lên người, tạo độ long lanh trên cơ thể như một cách làm đẹp thời thượng. Đặc biệt, hình vẽ một chiếc bè vàng đúng như miêu tả trong sách của nhà thám hiểm người Tây Ban Nha được ba người dân tìm thấy trong một hang động nhỏ ở phía nam Bogota năm 1969. Hình vẽ cho thấy một người đàn ông phủ vàng đang đi đến một hồ thiêng. Điều đó càng khẳng định câu chuyện thực về El Dorado. Việc El Dorado bị biến thành một thành phố vàng huyền thoại cho thấy sự thèm khát nguồn kim loại quý giá của những kẻ chinh phục đến từ châu Âu. Chính những câu chuyện hấp dẫn xoay quanh thành phố vàng bí ẩn đã thôi thúc các đoàn thám hiểm người Tây Ban Nha và người Anh mạo hiểm cả tính mạng, quyết tìm ra manh mối của thành phố lấp lánh ánh vàng dù chỉ là một di tích nhỏ còn sót lại. Các cuộc đi săn thành phố vàng trong vô vọng vẫn tồn tại đến ngày nay, dù rằng sự thật về thành phố đã được tiết lộ. Các nhà khảo cổ trên thế giới vẫn tiếp tục đấu tranh để ngăn chặn nạn cướp phá đang ngày một tăng lên. Những tưởng El Dorado, thành phố cổ đại chứa hàng núi vàng, chỉ là truyền thuyết. Song mới đây, các nhà khoa học đã công bố bằng chứng về sự tồn tại của nó. Điều quan trọng khi tìm thấy El Dorado không nằm ở vấn đề vàng bạc, mà từ các giá trị lịch sử, khảo cổ vô giá mà nó mang lại. Kể từ thời người Tây Ban Nha đi xâm chiếm thuộc địa, truyền thuyết về một thành phố cổ xưa, một nền văn minh bị thất lạc, nằm sâu trong rừng Amazon đã làm say mê hàng ngàn nhà thám hiểm. Không ít người trong số họ phải bỏ mạng trong khi đi tìm kiếm. Một số gọi giấc mơ của họ là El Dorado, số khác, trong đó đáng chú ý nhất là đại tá Percy Fawcett người Anh đã gọi đó là thành phố Z. Từ xưa tới nay, chưa có ai trở ra khỏi Amazon với bằng chứng xác thực về sự tồn tại của một thành phố như vậy. Tuy nhiên giờ đây, có ba nhà khoa học đã tiến gần tới việc chứng minh sự tồn tại của El Dorado. Họ đã phát hiện hơn 200 vết tích lớn của El Dorado tại khu vực lòng chảo Amazon, gần biên giới Brazil và Bolivia. Từ trên cao, trông các vết tích này như những đường kẻ địa lý được khắc vào mặt đất. Nhưng các nhà khoa học nói rằng, những đường nét này là phần còn lại của các con đường, cây cầu, hào sâu, các đại lộ và quảng trường từng là nền tảng của một thành phố văn minh nằm trên một khu vực dài hơn 200 km. Thành phố này có thể đã là nơi sinh sống của một cộng đồng dân cư khoảng 60.000 người và những tàn tích mới được phát hiện có niên đại từ năm 200 đến 1283 sau Công nguyên. Đó là một phát hiện đáng kinh ngạc do lâu nay không ít người vẫn nghi ngờ sự tồn tại của El Dorado. Các nhà thám hiểm cho biết, nó đã phá vỡ những ý niệm vẫn thịnh hành lâu nay về hình ảnh của Amazon trước khi Christopher Columbus đặt chân tới đây. Và cho biết thêm, trong hàng thế kỷ, các nhà khoa học đã đặt giả thuyết rằng cánh rừng là một cái bẫy tử thần, một dạng thiên đường giả, nơi chỉ tồn tại các bộ tộc nhỏ, nguyên thủy và sống du cư. Song những phát hiện mới cho thấy, Amazon thực tế là cái nôi của một nền văn minh lớn, đã là tiền đề cho văn minh Inca và người ta đã xây dựng được một xã hội phức tạp phi thường, tạo nên những công trình vĩ đại. Phát hiện mới được công bố của nhóm các nhà khoa học đã đánh dấu một cột mốc lớn trong nỗ lực nghiên cứu bền bỉ kéo dài suốt 8 năm. Mọi việc bắt đầu vào năm 2002 khi sử gia Martin Parsinen của Phần Lan hay tin đồng nghiệp là nhà khảo cổ Aseranji đã phát hiện ra dấu vết của các công trình cổ khi bay ngang qua Amazon. Ranji đã mời Parsinen hợp tác nghiên cứu di tích kể trên sau khi bị các đồng nghiệp Mỹ từ chối. Hai ông đã bay trở lại khu vực được Ranji phát hiện. Khi tôi thấy những hình ảnh dưới đây, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, Parsinen kể lại. Chúng tôi nhận thấy rằng phát hiện này có thể thay đổi lịch sử. Một năm sau thời điểm trên,
các nhà khoa học viết báo cáo và chờ thêm 3 năm để được phép tiến hành khai quật di tích. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các tác giả của công trình nghiên cứu mới nhất ước tính rằng giới khoa học mới chỉ tìm thấy trên 10% những gì từng thuộc về El Dorado. Sẽ phải mất hàng thập kỷ để giới khoa học khám phá ra quy mô của di tích này, cũng như các nền văn minh Amazon cổ đại. Các bạn khán giả thân mến của Thiên Hà TV ơi, vậy là thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Hoàng Anh xin chúc các bạn ngày mới vui vẻ, tỉnh táo và thành công. Trong chương trình ngày hôm nay, có điều gì khiến bạn ấn tượng nhất? Bạn có mong muốn một ngày nào đó được du hành vào vũ trụ bao la và rộng lớn không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và các bạn cũng đừng quên like, subscribe kênh Thiên Hà TV và bật nút chuông thông báo để ủng hộ và đón xem những video mới nhất mỗi ngày. Và ngay lúc này, những video thú vị dành riêng cho bạn đang hiển thị trên màn hình, đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các bạn có những giờ phút xem video thật vui vẻ.